Trần Kiều Ân bức xúc vì tin tình ái với Mỹ Nam kém 20 tuổi. Trần Kiều Ân một lần nữa phủ nhận từng hẹn hò với Ngô Lỗi. Cô nhấn mạnh không có quan hệ tình ái với nam diễn viên nào. Trang 163 đưa tin chiều ngày 15 tháng 9, blogger Lưu Đại Trùy chia sẻ về những thông tin hậu trường ông nắm được trong giới giải trí. Trong đó, blogger này khẳng định Trần Kiều Ân từng có quan hệ trên mức đồng nghiệp với đàn em Ngô Lỗi, đồng thời còn lên giường một nghệ sĩ khác nổi tiếng hơn Ngô Lỗi. Trước những thông tin trên, công ty đại diện của Trần Kiều Ân đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và khẳng định đã ủy thác cho luật sư kiện những kẻ tung tin đồn ác ý để bảo vệ quyền lợi. Những năm gần đây, cô Trần Kiều Ân đã phải chịu đựng những tin đồn bịa đặt, chỉ trích vô lý từ công chúng. Công ty chúng tôi một lần nữa khẳng định không tồn tại một nghệ sĩ họ VK nào, Ngô Lỗi, và cũng không có bất kỳ nam nghệ sĩ họ nào khác như lời blogger nói. Phía Trần Kiều Ân nhấn mạnh, trong thời điểm mà mạng xã hội và truyền thông rối ren phức tạp, khi lòng tin của công chúng với nghệ sĩ xuống thấp đến vô hạn, chúng tôi phải làm thế nào để chứng minh một chuyện chưa từng xảy ra? Chúng tôi tin rằng lời bác bỏ của các cấp có thẩm quyền sẽ có hiệu quả hơn những lời thanh minh của studio. Do đó, chúng tôi đã ủy thác cho luật sư để giải quyết vụ việc. Hồi cuối năm 2017, chùm paparazzi Trác Vĩ gây xôn xao khi mập mờ chuyện Trần Kiều Ân qua đêm cùng một nam diễn viên trẻ. Trác Vĩ tiết lộ nam diễn viên này kém cô nhiều tuổi, có tên viết tắt là VK. Theo Trác Vĩ, họ quen nhau khi cùng hợp tác chung trong một dự án phim kỳ tích, Theo đuổi cầu vồng. Trên phim trường, hai chị em khá thân thiết. Ngay sau đó, Trần Kiều Ân lấy cớ đọc kịch bản thường gặp riêng VK ở phòng ngủ. Đồng phương bất bại tỷ tỷ tính cách hào sảng. Năm ngoái quay phim cô ta đã nhiều lần rủ một anh chàng tên VK đến phòng đọc kịch bản lúc đêm, Trác Vĩ viết trên Weibo. Ngay sau đó, dân mạng phỏng đoán nam diễn viên VK trong bài chia sẻ là Ngô Lỗi, bù lầy. Trần Kiều Ân hơn anh 20 tuổi. Tại một số sự kiện chung, Ngô Lỗi chủ động ngồi cạnh Trần Kiều Ân và không ngại những cử chỉ thân mật dành cho đàn chị. Sự việc này ảnh hưởng tới danh tiếng của cả Trần Kiều Ân và Ngô Lỗi, khiến hai nghệ sĩ từ đó né tránh nhau. Trần Kiều Ân cũng đã nhiều lần phủ nhận, chuyện này là sai sự thật, hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ được dàn dựng bôi nhọ tôi. Tuổi tác của tôi có thể sinh ra cậu ấy, không thể xảy ra chuyện đó. Hiện tại, Trần Kiều Ân đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân bên ông xã Alan Tăng Vĩ Dương, chồng nữ diễn viên là Phú Nhị Đại, thế hệ siêu giàu thứ hai tại Malaysia. Cha mẹ của Alan đều là những doanh nhân nổi tiếng và sở hữu nhiều công ty với khối tài sản lên đến hàng triệu USD. Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng Tử Ếch, Định Mệnh Anh Yêu Em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đẳng Cấp Quý Cô, Nữ Nhân Của Vua, Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm.